Được ví là nhân sâm Việt Nam, củ tam thất bát là một loại thảo dược quý, được dân gian áp dụng từ lâu trong các bài thuốc rất tốt cho sức khỏe. Củ tam thất bát tốt là thế, nhưng có thể bạn chưa thực sự hiểu hết về nó cũng như công dụng đối với sức khỏe chúng ta. Tam thất hay còn gọi với cái tên sâm tam thất, kim bất hoán. Mọi người hay ví củ tam thất là nhân sâm Việt Nam, nhưng theo quan điểm của thảo dược Thanh Bình thì nó còn tốt hơn cả nhân sâm. Củ tam thất bát là củ của cây tam thất bát. Thảo dược này có tính ôn, không độc, hơi đắng nhưng ngọt hậu, càng về sau càng ngọt. Cây tam thất phân bố chủ yếu ở các vùng núi cao có khí hậu lạnh, nên việc thu hái khó khăn và trở nên quý hiếm. Nhưng vì ngày nay người sử dụng ưa chuộng nhiều, nên tam thất được tiến hành nhân giống và phát triển ở nhiều hơn. Nào cùng thảo dược Thanh Bình tìm hiểu công dụng của củ tam thất bát đối với sức khỏe nhé. Trong tam thất bát bao gồm casterol, hợp chất axit amin, sắt và nhiều hợp chất khác. Chính những chất này đã mang lại giá trị tuyệt vời cho sức khỏe như giúp an thần, bổ máu và chống căng thẳng, mệt mỏi do lao động quá sức hoặc do công việc quá căng thẳng. Điều hòa chức năng và hoạt động cho gan giống như hoa tam thất. Tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan và hạ men gan. Tốt cho giấc ngủ, giảm thiểu các triệu chứng ngủ hay mê man, nói mê sảng. Bổ khí huyết, thông kinh hoạt, điều hòa huyết áp hiệu quả, giúp tim hoạt động khỏe mạnh, ngăn ngừa những biến chứng như tai biến mạch máu não, dẫn đến đột quỵ và suy tim. Có công dụng như một vị thuốc tăng lực, giúp giảm mệt mỏi, tăng cường hoạt động trí não, giúp bộ não hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, củ tam thất bát rất tốt với những người già thường có trí nhớ kém, tăng cường hệ miễn dịch và phòng bệnh nan y như ung thư, u ác tính, u bệnh mãn tính, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và loại bỏ vi khuẩn có hại cho sức khỏe, giúp cân bằng đường huyết trong cơ thể, tiêu viêm, giảm sưng tấy và các cơn đau. Cách sử dụng củ tam thất bát rất là đơn giản. Mỗi lần lấy khoảng 10-20g củ tam thất bát, rửa bằng nước sạch, có thể để nguyên củ hoặc tán thành bột. Sau đó cho nửa lít nước vào, đun sôi 15 phút là có thể sử dụng được. Nên sử dụng như thức uống hàng ngày. Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi để tham khảo thêm nhiều cách sử dụng củ tam thất bát cũng như các thảo dược khác. Các bạn có thể thấy sản phẩm thực tế của Thanh Bình trên màn hình. Củ tam thất bát được phơi khô, đóng gói, gọn gàng, sạch sẽ. Thảo dược Thanh Bình với tiêu chí chất lượng hàng đầu đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng với giá tốt nhất. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.